Mai rất vui mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh chào anh Huy. Chào em, lúc này có khỏe không? Em khỏe, nhưng mà em đang thắc mắc là ngày hôm nay là mình có rau răm nè, có món gì vậy anh? Món này cũng rất là dễ làm, Minh Châu à, anh nghĩ là em đoán ra ngay mà. Ba em đoán hả? Hột vịt lộn. Trời ơi trời, sao mà đơn giản dữ vậy em? Không phải hả? Anh sẽ đưa cho em cái thành phần chính là đảm bảo em biết món gì liền. Đây, cá kèo. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn món trong chương trình ngày hôm nay có tên gọi cá kèo kho rau răm. Kính thưa quý vị, như lúc đầu đã nói, món này rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần có cá kèo, chắc chắn là có rau răm rồi. Ớt, hành tím, hành lá, nước màu, dầu ăn, nước mắm, muối, tiêu, đường và bột ngọt Ajinomoto. Cá kèo chúng ta sơ chế cũng rất là đơn giản. Minh Châu thấy không? Đánh dãy sạch nè, cắt bỏ đầu đuôi này kia cho sạch, nhưng mà chúng ta vẫn giữ lại mật và ruột cho béo béo đắng đắng. Rất là ngon. Bây giờ anh tiếp tục anh cắt đôi ra để dễ ướp cho cá thấm nha. Dạ, cắt đôi ra, em nhớ rồi. Ớt hiểm chúng ta sẽ đập dập. Đầu hành lá chúng ta đập dập và băm nhuyễn. Tương tự, hành tím chúng ta cũng sẽ sắc thật là nhỏ. Phần rau răm chúng ta sẽ sử dụng một ít cắt nhuyễn. Huy sẽ cho phần cá kèo này vô một cái tô. Chúng ta sẽ ướp với khoảng một muỗng nước màu, một muỗng đường, khoảng một muỗng rưỡi nước mắm, một muỗng tiêu, một muỗng muối, hành tím băm nhuyễn, đầu hành băm nhuyễn và một ít lá rau răm băm nhuyễn. Khâu tẩm ướp là quan trọng nhất trong việc kho cá. Chính vì vậy mà quý vị khán giả hãy cùng với Minh Châu lưu ý thật kỹ những gia vị mà chúng ta nêm nếm trong khâu tẩm ướp nha. Đây, anh trộn đều lên. Tiếp tục anh Huy sẽ cho ớt vô luôn. Kính thưa quý vị, món này chúng ta phải ướp từ 2 đến 30 phút cho cá thấm, lúc đó chúng ta mới kho. Như vậy thì sẽ làm cho món kho này được ngon hơn. Bởi vì chúng ta mà kho liền thì cá sẽ chưa thấm gia vị đâu. Ở ngoài thì có thể vừa ăn, nhưng bên trong thì lạc, không có ngon. Bây giờ cá đã thấm rồi Minh Châu à, dạ. Chúng ta sẽ bắt đầu kho thôi. À, em nghĩ là cá kèo mình phải kho dưới nồi đất thì nó mới đúng không anh? Cá kèo kho ngon nhất là phải kho bằng nồi đất đó Minh Châu à. Anh lấy nồi ra chuẩn bị sẵn nè. À, nhưng mà trước khi kho thì còn một lưu ý nhỏ chút xíu. Có nghĩa là anh sẽ cho phần rau răm này lên đáy của nồi. Đó, như vậy thì sẽ làm cho cá không có bị dính cái đáy nồi đó Minh Châu. À, đây là một lưu ý rất hay cho quý vị khán giả. Chúng ta sẽ lót lá rau răm vào đáy nồi. Như vậy thì cá của chúng ta vừa thơm ngon mà lại không bị xích nồi nữa. Bây giờ thì Minh Châu mở lửa lên đi ha. Dạ. Anh sẽ cho cá vô. Mình mở lửa to hay nhỏ anh? Em mở lửa thật là lớn. Rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ mở lửa lớn. Kính thưa quý vị, để cho cá được săn chắc và ngon, đầu tiên chúng ta kho lửa thật là lớn. Đến khi cá vừa sôi lên thì chúng ta giảm lửa lại một chút xíu để lửa riu riu cho cá thấm gia vị và rút sâu vào bên trong. Mặt khác sẽ làm cho cá vừa thấm gia vị đều mà vừa không bị bể, không bị nát. Minh Châu ơi, nước sôi rồi, Minh Châu giảm lửa giùm anh. Giảm lửa nhỏ lại cho anh nha. Đây, anh sẽ nêm một muỗng Ajinomoto vô. Mà em thắc mắc nãy giờ là tại sao anh Huy không đậy nắp hả? Đối với cá kho này, chúng ta kho mở nắp thì thịt cá được săn và cũng dễ để chúng ta trở bề nè. Chúng ta trở bề đều cho nó thấm đều gia vị. À, như vậy là nếu mà không đậy nắp thì cá sẽ săn chắc hơn. Đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ cho thêm một ít dầu ăn vô. Thay vì chúng ta cũng có thể cho bằng mỡ và tóp mỡ. Mục đích là cho dầu ăn vô là vừa béo cá thêm nè, vừa nhìn thấy cá thật là bóng. Bóng đẹp. Ừ, thì nước cũng đã rút xuống rồi. Anh Huy sẽ cho thêm phần rau răm còn lại vô luôn. Giận quá anh Huy ơi. Một chút xíu tiêu cho thơm. Đây, anh chuẩn bị dưa leo xà lách đây. Anh Huy ơi. Bây giờ anh sẽ gấp cho em thử một miếng để em đánh giá con món này ngon như thế nào. À, cá rất là săn bóng ha. Màu nâu ánh em rất là đẹp. Em thích ăn phần có ruột phải không? Dạ, em gấp chính cửa đầu. Rồi đó. Một miếng dưa leo cho em nữa nè. Rồi. Chấm thêm một miếng nước. Đây, anh mời em. À, cảm ơn anh Huy.
thơm mùi đậu răm quá anh Huy ơi. Đúng là có vị của cá kèo rất là đặc trưng. Cái ruột cá rất là béo mà đắng đắng. Tuyệt vời luôn á anh Huy. Đúng rồi đó Minh Châu à. Kính thưa quý vị và các bạn, yêu cầu thành phẩm của món này cũng chính là cá vừa chín tới, săn chắc và thấm gia vị. Ăn vô có vị bùi bùi béo béo và hơi đắng đắng của mật cá. Ngoài ra thì có hơi cái vị hăng hăng của rau răm, cay nhẹ của ớt đập dập. Đây là món ăn mộc mạc, dân dã, nhưng mà nếu chúng ta ăn quen rồi thì ăn rất là ghiền. Và đặc biệt là màu sắc cũng rất là đẹp đúng không anh? Màu của cá nè, rồi màu xanh của rau răm nè, màu đỏ đỏ của ớt nữa, hòa quyện lại thành một bức tranh rất là đậm đà hương vị quê hương. Có nghĩa là ăn một chén cơm lại muốn ăn thêm một chén cơm nữa. Và quý vị theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188, và chia sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm của quý vị, cũng như có thể gửi những thắc mắc để các đầu bếp của chương trình giải đáp cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc quý vị thành công với món cá kèo kho rau răm. Còn bây giờ, Minh Châu và đầu bếp Thanh Huy xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.